Nếu mà có điều gì đấy muốn chia sẻ với anh chị ấy Thì em muốn chia sẻ một chút Đó là anh chị ơi hãy dùng điện thoại gập đi Và đặc biệt là dòng Flip đi Tại vì bây giờ ấy giá dòng Flip nó quá là ngon anh chị ạ à. Nó thật với quý chị, luôn là Cái dòng Flip bây giờ ấy ngon bộ rẻ Nó giá cực kỳ hợp lý luôn Em đang có đầy đủ các cái phiên bản này Thị trường thì đều là phiên bản 2 sim 2 sóng hết nhá Và đa phần là hàng Việt Nam hết cả đúng không Rất là đẹp và lung linh luôn Tại sao em lại muốn anh chị dùng dòng Flip ấy Tại vì thật ra lúc dòng này nó ra mắt giá nó cao phải nói là giá cao anh chị ạ lúc ra mắt giá nó cao và em huy thì cũng đã dùng dòng flip anh chị nhé con xấu nhất thì em cũng là em dùng rồi à, nói về trải nghiệm dòng flip nó sẽ như thế nào em phải cảm nhận đó là một cái sự mượt mà ngon lành đến từ dòng flip à, phải nói là rất là mượt mà anh chị ạ Nó rất là mượt mà và ngon lành thứ hai là gì ạ à, pin bụng thì cũng được nha con này thì em cứ nghĩ là pin nó ít nhưng mà không không ít đâu anh chị ơi ví dụ nhá pin này con này em on screen trong ngày hôm nay thì sẽ được một trăm phần trăm Đấy thì uh, sẽ được là khoảng uh, uh, 4 giờ. Đâu, 7 giờ 56 phút on screen, có nghĩa là 100% nếu mà em sạc đầy em dùng đến hết thì được khoảng 7 tiếng on screen anh chị ạ. 7 tiếng nếu mà sạc đầy dùng đến hết. Nói chung là pin nó khá là khủng nha. Tất nhiên là tùy tác vụ nữa. Ví dụ anh chị mà dùng tác vụ nặng ấy thì nó sẽ không được uh, khoảng uh, uh, 7 giờ như em Huy đâu. Như em Huy là đây là 106% nhá, là 7 giờ 56 phút đúng không? Thì 100% sẽ rơi vào tầm 7 tiếng rưỡi. Đấy. nhưng mà thật ra thì anh chị mà dùng nhiều thì nó rơi vào tầm là khoảng 4 tiếng rưỡi đến 5 tiếng rưỡi là bình thường nhá. Nếu mà mình dùng nhiều đa tác vụ hoặc chơi game các thứ. Nhưng mà em thấy là Flip này pin nó ngon hơn cả dòng S21 thường hoặc là đặc biệt là s 2 thường và đây là một điều mà em huy muốn công nhận là đúng là pin nó ngon thật Đấy, dùng nó cũng thích thật mà mượt thật ngoài ra nhá có những cái thao tác như là em huy hay gọi là phải quay video các thứ ấy em quay bằng cái này rất là tiện này hoặc là một số cái giao dịch à, em có thể là quay bằng cái màn hình phụ này cảm giác nó vừa theo dõi được câu chuyện lại vừa không bị lộ kiểu mình quay nó lộ liễu các thứ ấy. nhìn là mình tự tin hơn đúng không nhiều khi gặp khách các thứ hỏi khách có muốn quay không nhưng mà mình vẫn phải quay mình quay kiểu kiểu này thì cảm giác cả hai nó tự tin hơn đấy thì em thấy là rất là hay nhá thứ hai là cái flip này thì chức năng nó cũng mượt mà và ngon lành luôn cực kỳ ngon lành anh chị ạ nên mua nhá flip 4 như con em huy đang dùng ấy thì giá nó rơi vào tầm là khoảng 6 triệu 6 triệu hai thôi tại vì con em huy thì nó hơi xấu nhưng mà những con khác nha những con khác nhá những con khác tuy là máy đẹp này nhưng như, như con này này là máy vẫn còn rất là đẹp nha tình trạng ngon lành này thậm chí là còn miếng dán màn chính hãng này thì như em này giá nó cũng rơi vào tầm là khoảng hơn 6 triệu thôi như em này hiện tại bên em thì sẽ rơi vào tầm là khoảng 6 triệu 200k nhá Z Flip 4 này 6 triệu 2 thôi Đấy, tiếp tục này một con Flip 4 nữa con này là bà con bạo hành chính hãng nha thì con này cao hơn một chút là 6 triệu 900k Z Flip 4 Còn con này đấy, uh, Flip 4 đây vẫn còn nữa này đấy, Còn một em Flip 4 đây nữa Con này thì uh, cũng không có bảo hành hãng đâu Nhưng mà chức năng vẫn ngon nha Ngoại hình vẫn đẹp máy móc thì zin chết em này thì vẫn là tầm 6 triệu 200k nhé có mấy em 6 cụ 2 này tình trạng viền vọ nó rất là ổn luôn đấy ạ mà giá rất là ngon nhé ngoài ra còn có một em này em gấu nhất đây à, em này là còn bạo hành chính hãng đến tháng 2 năm 2025 thì giá em này hiện tại là 7 triệu 2 nhá Z Flip thế hệ thứ tư đấy. hôm nay em về quý anh chị khá là nhiều mẫu máy ở đây như là Samsung dòng S dòng nốt à, lâu lắm mới có những con như là S9 này giá có 1 triệu 390.000 đồng thôi mẫu này thì đúng là rất là hoài niệm nhiều anh chị yêu thích Thứ hai đó là mẫu S9 Plus chẳng hạn này, mẫu này cũng nhiều anh chị yêu thích nhá, cấu hình RAM 6 bởi nhớ 256 luôn, cũng hơn 1 triệu. Note 8 em cũng về được một ít máy này. À, cũng hơn một triệu tình trạng máy móc là sẵn bán bán luôn nói chung là à, mấy con này bây giờ nó rẻ lắm rồi anh chị ạ à. nó rẻ nó rất là dễ tiếp cận rồi thì anh chị đặt hàng liên hệ trực tiếp số điện thoại zalo 0933 600386. nhà em có ship code toàn quốc anh chị nhé nếu mà anh chị chưa tin tưởng lắm ấy thì cho em Huy xin một like và đăng ký kênh à, để mình theo dõi em Huy thêm. Ngoài ra ấy, thì anh chị có thể là bấm vào cái uh, di động Minh Huy này, anh chị xem giúp em ấy cái video video cũ nhất đấy. Đây đây đây, uh, cũ nhất đi. Đấy. Thì đã thấy là uh, đây cũ nhất của em Huy ấy thì em Huy đã làm việc ở đây được 3 năm rồi. Ba năm trên kênh này kênh kênh cũ thì lâu hơn, à, có những cái video được uh, 6.000 người này xem này. 9.000, 11.000 người Thậm chí ấy, là có những uh, video lên đến là 86.000 lượt xem Nên anh chị yên tâm Cọc em Huy 50, 100, 200 Chuyện nhỏ nhá Thôi không để chị chờ lâu Em giới thiệu cho quý anh chị trước những mẫu máy mà em Huy đang bán này Đầu tiên nói đến dòng A, dòng M giá rẻ trước nhá Lên trên tay em đây là con Samsung Galaxy A12 A12 là một mẫu máy mà có viên pin rất là trâu 5.000mm Cấu hình sẽ có là RAM, sẽ là 3GB, bổ nhớ 32 Đấy, Tình trạng máy là Zin Dead nhá chức năng ngon phía sau có cụm ba camera này màn hình em này thì sáng đẹp nó không ngủ ám không phân màu gì đâu anh chị ạ rất là yên tâm cấu hình ram 332 thì nói thật với quý anh chị là nó cũng không mạnh đâu nhưng mà nó cũng gọi là đủ dùng nhá khá là mượt mà thao tác lướt này khá là mượt à, con này sẽ có là ram là ba bộ nhớ 32 pin 5.000 mAh mm, pin dùng một ngày ok chức năng ngon lành giá cả hợp lý ạ giá là 1 triệu 790 đến 1 triệu 890 thì phân khúc hơn 1 triệu lấy con Samsung A12 để dùng Nó rất là hợp lý, à, hợp tiền hợp ví luôn à, Tiếp tục nếu mà phân khúc hơn 1 triệu Anh chị vẫn thích là những con máy ấy, à, Chức năng ngon lành, lấy em con A9 Pro này A9 Pro phân khúc hơn 1 triệu Thì chức năng ngon luôn ạ, phần lưng đẹp này Khung viền cạnh trên cũng đẹp, cạnh bên cạnh dưới các cạnh cũng khá đẹp nhé chân sạc có sức một chút thôi à, a 9 pro thì mỏng chỉ có 7.4 mm anh chị ạ màn hình thì sáng đẹp không ồ ám không phân màu gì chức năng cũng ok nhé nhưng mà em này thì tình trạng mà nó hơi vàng vàng nhẹ một xíu đấy vàng nhẹ một xíu thôi cấu hình thì ngon nhá ram 6 bộ nhớ 128 chip qua com snap dragon 710 và giá em này có 1 triệu 990 cành thôi à, Có cả sạc cáp miễn phí ship tận nhà luôn Cam thì nét căng nhá, chức năng mượt mà Samsung A9 Pro nhá Phân khúc hơn một triệu này rất rất là hợp lý Tiếp tục <laughs> lên cho quý anh chị một chút Về phân khúc là phân khúc uh, hơn một triệu tiếp đi Samsung Galaxy S9 này Con này giá là 1 triệu 390 cành anh chị ạ Tình trạng máy là zin đét luôn nhá Lưng đẹp này Khung viền cạnh trên, cạnh bên, cạnh dưới các cạnh cũng khá đẹp nhá Màn hình thì kính đẹp, không có vỡ à, Cũng dường như không có sức sát gì Chức năng ngon nhá, full chức năng hết Cam đẹp sắc nét full hết ạ nhưng mà con này thì uh, chức năng ngọt ngon lành ngọt ngào hết nhưng mà màn hình nó có lưu hình nha đây lên cho anh chị xem này màn hình nó có gọi là lưu hình như hình đấy lưu hình như hình đây là nền trắng nha quay nền trắng anh chị xem này thì nó có như hình và giá em này hiện tại bên em là bao nhiêu một triệu ba trăm chín mươi k nhá máy trần ạ s 9 nha con này email là 0284 tám bốn này một ba chín mươi k anh chị chụp màn hình gửi Zalo số điện thoại 0933 600386 giúp em nhé Tiếp tục này phân khúc hơn một triệu 1 triệu 900k có một con uh, Samsung Galaxy S9 Plus em này có 6GB RAM, bộ nhớ 256 nếu mà phiên bản 256 thì chắc là cũng hiếm gặp hơn trên thị trường nhưng mà nó vẫn cứ là ngon lành nhá khung viền cạnh trên đẹp này cạnh bên đẹp cạnh dưới các cạnh thì cũng ở mức đẹp đấy ạ không có cấn móp gì đáng kể màn hình thì cũng có sức lông mèo nhẹ thôi nhưng mà cũng đẹp đấy chức năng ok nhá màn hình em này thì vẫn có gọi là có phân màu có phân tầng và có lưu hình như hình nha uh, cũng ở mức vừa vừa nói chung là cũng khá là dễ nhìn giá em này có một triệu chín anh chị ạ bộ nhớ 256 nhá S9 Plus này Con này có màn hình 2K anh chị nha Có loa kép rồi Chức năng ok Mượt mà luôn Nói chung là không có gì để phàn nàn bàn cãi cả Lấy về lắp sim là dùng thôi Giá này là 1 triệu 900k S9 Plus 256GB nha Note 8 cái mã này thì đúng là quá là hoài niệm anh chị ạ Và nếu mà anh chị đã dùng Note 8 rồi thì chắc là có một cái tình cảm khá là đặc biệt với con máy này Về các bạn thì hôm nay về một ít nốt 8 này Cấu hình sẽ có RAM 6 bộ nhân 64 nhá Một cấu hình hết ạ Con này email là 878 Thì tình trạng là giá là 1 triệu 690 k Khung viền cạnh trên, cạnh bên, cạnh dưới các cạnh cũng đẹp đấy ạ Màn hình kính đẹp nhá Có sức nhẹ một xíu thôi Màn hình thì cũng ở mức gọi là tương đối Có đốm như hình nhá Có một cái đốm ở đây này ấy và có bị uh, lưu hình rất nhẹ. Nói chung là giá con này thì rất là êm rồi. Chức năng phun hết nha, ngon lành, máy zin đét và chức năng ngon luôn ạ. Giá 1.690k. nốt uh, Note 8 này. Tiếp tục một em nốt 8 nữa, con này giá là cũng 1.690k luôn. Tình trạng lưng cũng đẹp này. Đấy, RAM 6 bộ 64 nha. Khung viền cạnh trên, cạnh bên, cạnh dưới các cạnh đẹp, nói chung là các cạnh còn lại đẹp, mỹ mãn luôn, nói chung là rất là đẹp. Uh, màn hình thì kính cũng ở mức là đẹp anh chị ạ. Uh, chức năng ngon, đấy. À, màn hình thì kính đẹp nhé nhưng mà màn hình nó vẫn có ám lưu hình nhá giá con này có 1 triệu sáu k thôi à một sáu chín k màn hình có lưu hình như hình nhá chức năng ngon lành hết anh chị ạ nếu mà anh chị về kỹ tính thì cứ dùng chế độ nền tối cho em huy là ok nhá còn lại thì camera vẫn cứ là nét căng à, máy zin nét một triệu sáu k nốt 8 á tiếp tục một em nốt 8 này em này giá có 1 triệu bốn chín mươi k anh chị ạ 1 triệu bốn chín thì tình trạng là zin nhá lưng cũng có sức một chút này viền cũng có cấn móp sức một chút À, kính màn hình thì cũng có rạn một chút ở đây à, bên ngoài màn hình nhé, bên trên cũng rạn một ít nhưng mà bên ngoài màn hình không ảnh hưởng đến hiển thị bên trong màn hình. đấy, còn màn hình em này thì em thấy là cũng ở mức tương đối, giá này là 1 triệu bốn trăm chín mươi nghìn thôi, à, nốt tám nhé. đấy, thì mấy con máy gọi là dòng nốt cho anh chị tham khảo. còn nếu mà không anh chị cứ mua cho em cái dòng mờ, dòng a này. đời vừa cao, máy khỏe mà giá lại rẻ. tiếp tục lên cho quý anh chị mã à, samsung à, galaxy à, a 32 em đang có trên tay đây là A32 thì có phiên bản 4G và 5G anh chị ạ nhưng A32 4G thì ôi, bóc cái siêu ra này à, tình trạng rất là đẹp lưng khung biển các cạnh đẹp nhá mã này ngoài màu trắng ra thì em còn có màu tím nữa à, cụm cam chính 64 chấm này có cảm biến góc rộng góc siêu rộng các thứ đồ em này thì đặc sản là cái màn hình siêu nét đẹp luôn nhá màn hình em này là màn hình uh, Super AMOLED đẹp nét không ngồ ám không phân màu gì à, chức năng ngon pin trâu 5000mAh cấu hình em thấy là cũng ở mức gọi là đáng để trải nghiệm và sử dụng đấy. Mức giá em này hiện tại bên em thì rất là Nhẹ nhàng thôi, chỉ có là 2.600.000 một cây nhé, có ốp lưng dán màn, sạc cáp đầy đủ ạ, có miễn phí ship toàn quốc nhé. Mấy con Note 8S9 thì không có phụ kiện thôi, còn lại mấy con này thì có phụ kiện hết nhé, đầy đủ, ốp dán, sạc cáp đầy đủ, miễn phí ship tận nhà luôn. À, tiếp tục lên cho quý anh chị thêm cái dòng A, thì ngoài A32 4G, em còn có A325G nữa, cái dòng 325 g thì ưu điểm là bộ nhớ nó lớn hơn, à, RAM sẽ có 4, bộ nhớ 128 nhá màn hình thì sáng đẹp không ồ ám không phân màu gì con này sẽ có là ram 4GB, bộ nhớ 128 chip là có hỗ trợ 5G rồi chức năng ngon lành nhá cam cũng ở mức rất là đẹp luôn à, cụm cam đẹp này khung viền đẹp mẫu này ngoài cái màu trắng ra thì còn có màu đen màu đỏ nữa nói chung là full combo màu sắc luôn mã này hiện tại bên em đang có mức giá là 2 triệu 8 nhá 2 triệu 6 đến 2 triệu 8 thì như đẹp như này là 2 triệu 8 này A32 5G À, cao hơn một chút em đang có Samsung Galaxy M dòng M đang có là M 33 mẫu này thì ngoài màu trắng tinh ra thì em đang có thêm cho quý anh chị đó là lựa chọn màu uh, than và màu ngọc anh chị nhé. Tình trạng máy zin này, viền thậm chí có những con còn nguyên lông viền cực kỳ đẹp ạ, cực kỳ chất luôn. Uh, m 33 năm g thì bên em tặng phụ kiện cũng xịn đấy ạ, có tặng kèm ốp lưng, dán màn đặc biệt là một bộ sạc cáp chuẩn zin siêu nhanh 25 và miễn phí ship toàn quốc. Nói chung là mẫu M33 5G thì cũng rất là ok rồi. Con này vừa có 5G này, vừa có pin 5000 mAh lại vừa có con chip sử dụng trên máy là con chip cũng khá là ổn áp đấy ạ. Cây nhà lá vườn, pin 5000 thì không biết dùng bao giờ nó về hết anh chị ạ. Camera cũng nét nha, cam sao cam chính 50 chấm này, có góc rộng, góc siêu rộng, cảm biến macro đầy đủ hết ạ. Nói chung là chức năng ngon, thiết kế cũng mộng, nhẹ, đẹp. Giá em này hiện tại bên em là 2 triệu 8 đến 3 triệu nha Tùy tình trạng máy á, nhưng mà đa phần là zin đẹp hết Tiếp tục lên cho quý anh chị một con Samsung A52s Mẫu này thì bên em còn ít hàng đẹp anh chị ạ 3 triệu 800k một con thôi Khoan nói đánh giá tiền, con này cấu hình khá là ngon nha RAM 6 bộ nhân vật 28 này Chip là chip cận cao cấp với con chip Qualcomm 700, 78 có hỗ trợ 5G, à, chip đầu 7, 78 là chip cao cấp rồi. Nói chung là cận cao cấp rồi. RAM 6 bộ nhớ 128 này. Màn hình thì sáng đẹp không ngủ ám nha. À, Super AMOLED tần số quét 120Hz cũng khá là ngon lành rồi. Và con này sẽ là có viên pin là 4500mm. À, về lắp sim là dùng thôi. Máy bạn Hàn Quốc có ghi âm gọi này. À, và có một sim anh chị nhé. Pin 4500 a 52 s này. Cam con này cũng là cam xịn nha. Cam 64MP. À, có chống rung À, và có nói chung là rất là ngon lành khung viền vỏ các thứ rất là ok nhá chức năng mượt mà thậm chí là có những em có cả siêu ni lông viền như giá này là 3 ,8 triệu 8 còn bớt đẹp hơn là tầm 3 ,6 triệu 6 3 triệu rưỡi cũng có 3 ,7 triệu 7 cũng có nha à, tiếp tục lên cho quý anh chị một số mẫu máy khác bên em alo alo anh chị nghe rõ không ạ tiếp theo lên cho quý anh chị dòng S dòng Note nhé trên một tí đi Sở có Samsung Galaxy S21 Plus này đây là một con máy Mỹ anh chị ạ à. email là 679 nha tình trạng máy móc zin ngon lành luôn lưng đẹp này khung viền cạnh trên cạnh bên cạnh dưới các cạnh cũng đẹp anh chị nhá nhiều anh chị thắc mắc là máy ra lâu rồi thì chức năng có còn ngon không màn đẹp không thì chức năng là ngon hết anh chị nhá màn hình thì cũng ở mức tương đối đẹp nha em sẽ bảo là đẹp được khoảng 9 trên 10 cho anh chị phấn khởi nhá tại vì thực ra thì nhìn vào thì gần như là đẹp luôn Đấy, nhưng mà với em huy nó chỉ là tương đối thôi cụm cam sáng đẹp chức năng ok này như em này hiện tại bên em bán ra là năm triệu ba k thôi S 21 plus nhé, tặng đầy đủ ốp lưng, dán màn, xả cáp zin siêu nhanh, 25 w và miễn phí ship toàn quốc. Đây là bạn Mỹ sẽ có 2 sim, 2 sóng, một vật lý một e sim. Nhiều anh chị hỏi là manufacture in Korea hoặc là in Việt Nam là bạn Việt Nam hay bạn Hàn Quốc hay bạn Mỹ đúng không? Thì chỉ, uh, chia sẻ với anh chị luôn. Đây là bạn uh, này là bạn Hàn Quốc, <laughs> không phải đâu, sản xuất tại Hàn Quốc thôi. Chứ còn bạn này là bạn Mỹ nhé. Đấy, 2 sim 2 sóng, chức năng ngon lành mượt mà. Tiếp tục lên cho quý anh chị thêm cái mã là Note 15G này. Con này giá là 4 triệu 650k thôi. À, mã này thì máy đẹp còn rất là ít anh chị ạ. Tình trạng là máy zin này. Màn hình thì sáng đẹp, không ồ ám, không phân màu gì. Cấu hình sẽ có RAM 8, bộ nhớ 256 chip trên máy này sử dụng là con chip Qualcomm Snapdragon 865 à, cũng rất là mượt mà con gà à, ngon lành luôn viên pin thì vừa vừa thôi ba nghìn rưỡi nhưng mà dùng cũng được đấy ạ à, cam cụm thì sắc nét nhá cam sau thì đúng là tuyệt vời 10 trên 10 luôn nhá cam sau rất là đẹp phải nói là cái dòng nốt 10 này cam đẹp thiết kế nó rất là đẹp luôn phải nói là ngoài camera thì thiết kế nó rất là đẹp cầm vừa tay này màn đẹp không ngồ ám chức năng ngon nhá như em này hiện tại bên em là bốn triệu sáu năm chục có ốp lưng dán màn sạc zin siêu nhanh là miễn phí ship toàn quốc ngoài ra anh chị có thể tham khảo qua mẫu nốt 10 plus Em này thì tình trạng vẫn cứ là ngon lành, màu đa sắc này. Note 10 Plus 5G, à, có 5G, là là phiên bản Mỹ, cấu hình sẽ có là RAM 12, bộ nhớ 256 gb chạy con chip Qualcomm Snapdragon 855, có hỗ trợ 5G nhé. Chip này thì cũng tùy bạn, à, có bạn có 5G các bạn không, nhưng mà như con này là có. À, ngoài ra thì sẽ có RAM 12, bộ nhớ 256 gb à, chip 5G này, máy có hỗ trợ một SIM anh chị ạ, à, chức năng ngon lành luôn, Note 10 Plus 5G nha. À, màn sáng đẹp, không ồ ám gì, giá 6 triệu 300k một em và có một em thôi là hết hàng rồi riêng bạn 5G này cực kỳ hiếm tiếp tục lên cho quý anh chị con S21 Ultra này con này là tình trạng máy móc cũng là zin ngon lành lưng đẹp khung viền cạnh trên cạnh bên cạnh dưới các cạnh cũng ở mức gọi là ngon lành cành đào luôn nhá màn hình đẹp này không ngủ ám gì không có phân màu gì nhá màn hình sáng trưng cấu hình sẽ có là ram 12 hai g bộ nhớ này sẽ có là 128 trăm hai g sẽ có hai sim hai sóng một sim vật lý một e sim nói chung là máy móc rất là mượt mà anh chị nhá đây, đây là bạn này là bạn Manufacture in Korea này, con này cũng sản xuất ở Hàn Quốc nha. Nhưng mà bạn là bạn Mỹ sẽ có hai SIM hai sóng, một SIM vật lý, một SIM điện tử. Nói chung là con nào bạn nào cũng ok hết ạ. Con này màn đẹp này. Trong veo nhá, giá 8 triệu một cây anh chị nhá, 8 triệu. Đấy, manufacture in uh, Korea thường thường là nó nghe nó uy tín hơn là Việt Nam đúng không ạ? <laughs> Nhưng mà không sao nhá, hàng nó đã như vậy rồi, đều là chất lượng cả. À, tiếp theo là S24 Plus này, con này tình trạng máy thì được khoảng 99%. Đấy, lưng khung viền các cạnh oh, con này đẹp keng đẹp len keng luôn, khung viền cạnh trên này, đẹp len keng, cạnh bên cũng đẹp len keng, máy sạc được một hai lần nhá. Chân sạc thì sáng bóng luôn ạ. À, RAM 12 GB, bộ nhớ em này sẽ có là bao nhiêu ạ? RAM 12 này, bộ nhớ em này sẽ có là 256 GB. Uh, chip Qualcomm Snapdragon là 8 Gen 3 nhá. Chung là chip trụng rất là mượt mà rồi. Màn hình sáng đẹp pin 4009 này, màn hình rộng 6 in 7 mà đặc biệt là cái màn hình là màn hình 2K, Màn hình là màn hình 2K anh chị nhé Màn hình 2K chứ không phải màn hình Full HD bình thường đâu à, Nói chung là màn hình rất là đẹp và sắc nét Chức năng ngon Nói chung là dùng con máy này thì phải uh, nâng như nâng cứng Hứng như hứng hoa Ngoại hình đẹp bậc 99% nhé Em cứ bảo 99% cho thoải mái ạ Giá em này hiện tại bên em là bao nhiêu ạ Con này hiện tại bên em là uh, 15 triệu 600 nghìn đồng 15 triệu 6 Đã có ngay mặt em uh, Samsung Galaxy S24 Plus nhá, 15 triệu 600k thôi. Đợt này giá đã tốt hơn rồi. Tiếp tục lên cho quý anh chị một đôi Sharp R6, tình trạng máy móc là ngon lành nhá, zin đét luôn ạ. Mẫu mẫu này thì nhiều anh chị cũng khá là họ em rồi. À, như một em này là zin phậy đẹp này thì à, tình trạng máy là zin có phẩy nhẹ nhá, cụm cam sáng đẹp, màn hình cũng đẹp, không ồ ám không phân màu gì. Cấu hình em Sharp R6 này sẽ có là RAM con này sẽ có là 12 GB Bộ nhớ là 256GB. À xin lỗi là bộ nhớ 128 và chip là chip Qualcomm tám, Màn hình em này có hỗ trợ là tần số quét là 240Hz rồi anh chị ạ. Màn hình rất là mượt mà và ngon lành luôn. À, chức năng ok, màn hình em này đẹp là khoảng 99%. À, rất là đẹp à, trong cái tầm tiền này. Và em này hiện tại bên em thì có mức giá hiện tại riêng con này nhá là 3.990k, Sáp R6 màu đen này. Ngoài Sáp R6 màu đen em còn một con màu trắng nữa. À, con này em cũng bán hộ bát các luôn. Tình trạng lưng đẹp này. Khung viền các cạnh thì đẹp, em này đẹp mà phải nói là ngoại hình viền vọ đẹp được 99% đấy ạ, cũng khá là xuất sắc. Màn hình cũng ở mức gọi là tương đối nhá chức năng ok luôn, giá cả êm cực kỳ luôn. Như em này hiện tại bên em mức giá là bao nhiêu là 4 triệu 300k nhá sáp R6 ạ, chip cực kỳ khỏe và máy mượt mà, đấy, giá cả hợp lý. Tiếp theo là một em uh, Samsung Galaxy Note 20 5G, con này thì giá hiện tại bên em là 3 triệu rưỡi thôi ạ tình trạng máy móc ngon lành nhá ram 8 bộ nhớ 256 này à, bán thanh lý máy trần 3 cụ rưỡi thôi à, màn hình này cũng có hơi hồng hồng một chút như hình nhá cũng hồng hào một chút thôi thì hồng hào máu lên nhiều cho nó khỏe anh chị ạ à. giá này là 3 cụ rưỡi ba cụ rưỡi nhá à, nốt 20 5 g này tiếp tục lên cho quý anh chị thêm một con Sony Xperia X1 con này thì RAM 12GB bộ nhớ 256GB chip trên con máy này là con chip Qualcomm Snapdragon 888 không cần cạnh trên, cạnh bên, cạnh dưới các cạnh cũng rất là ok nhá. Màn hình thì cũng ở mức gọi là sáng đẹp, à, gần như là không cầu ám, không có phân màu gì. Chức năng ok, mượt mà hết đây chị nhá. Con này thì tình trạng được khoảng 97% thôi. Viền vọ nó hơi gọi lấm chấm lấm chấm một chút. Giá để quý anh chị là bao nhiêu? 5 triệu, 5 triệu tròn thôi nhá. Sony Xperia X1 Max 3 này màn 4K 120Hz nhá. Pin 4500, chức năng thì ok ngon và lành giá em này hiện tại bên em là bao nhiêu ạ là bao nhiêu con này bao nhiêu tiền ra Đấy, con này là bộ 5 triệu tròn nhá rồi ok tiếp tục còn con này chưa giới thiệu này Samsung Galaxy S21 Plus tình trạng máy móc cũng là ngon lành luôn nhá màn hình em này thì sáng đẹp 10 trên 10 không ổ ám không phân loại gì cả ram em này sẽ có là 8GB bộ nhớ là 128GB chip sử dụng trên con máy là con chip Qualcomm Snapdragon À, 888 máy có 2 sim 26 một vật lý một e sim ram 8 bộ nhớ 128 gb à, samsung galaxy s21 plus 5 triệu 8 này à, tiếp tục lên cho quý anh chị một con samsung note 20 g nữa à, 3 triệu 999 k thôi tình trạng lưng liếc đẹp khung viền cạnh trên bên cạnh dưới các cạnh ok nha màn hình em này cũng ở mức tối đẹp nha có lưu hình siêu mờ thôi lưu hình rất mờ ạ xem qua video thì chắc là cũng không thấy được nhưng mà em huy thì có xa báo vậy luôn cho khách hàng người ta phấn khởi người ta biết là máy người ta mua thế nào tại vì em bán toàn là ship code thôi Đấy, à, máy trần nhá thanh lý là 3 triệu 990k Tình trạng máy thì zin đét luôn ạ, à, ngon lành Đấy, Mọi thứ hoạt động mượt mà Màn hình thì cũng đánh giá gần là đẹp luôn được anh chị nhá Mua về bán nó thì có lãi chứ Cụm ca mày sáng đẹp, chức năng ngon Giá này là à, 3 triệu 990k Anh chị đã xem gần như là hết những sản phẩm của shop di động Minh Huy Trong video ngày hôm nay rồi Anh chị đặt hàng lên trực tiếp cho điện thoại Zalo 0933 600 386 giúp em Huy nhé. À, và bên em có ship code toàn quốc, nhận máy kiểm tra thanh toán á, có cọc trước 50 100 200 tùy máy à, và liên hệ trực tiếp em Huy nha. À, cảm ơn anh chị đã luôn đồng hành và tín nhiệm. Nhớ để lại cho em Huy một like và đăng ký kênh và hẹn gặp quý anh chị trong những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.